chào hết quý chị em đang xem cái diễn đàn của anh chủ diễn đàn này. Chào anh Cầm Nguyễn, chào anh trai nha, khỏe không anh? Dạ khỏe, cảm ơn anh. Thật sự mà nói đó, thì em cũng mượn diễn đàn của anh, em cũng thẳng đây em cũng nói luôn. Thì thật sự anh là anh đó, anh cứ xưng là anh đi, anh lớn hơn em mà không sao, cứ tự nhiên đi anh, cái nào ra cái đó, sòng phẳng không sao hết. Dạ anh lớn mà. Trước kia thì Long Hà một thằng là chống cộng cũng dữ lắm, hiểu không? Nhưng mà dạ em có biết. Đến khi mà Long Hà đã nhận thức được ra cái sai trái của mình, hiểu không? Và thật sự ở đây á, mình cũng mượn diễn đàn anh mình nói cái chỗ này nè, có những cái phần con người họ bỏ nước họ ra đi, cái đầu óc dơ bẩn của họ là tối ngày họ chỉ biết xúi dại người dân là nên xuống đường, coi như là lật đổ đảng cộng sản, nói là đảng cộng sản bán đảo bán biển bán nước, hiểu không? Cái thành phần mà anh chị em cô chú bác ở trong qua nhà họ cái khả tin, họ nghe lời cái xúi dục, cái sự xúi dại những cái thằng con người ở bên hội ngoại này, rồi cuối cùng sao quý anh chị em, cuối cùng là mình đi vô tù, mình vô tù rồi ai lo cho mình, có phải vợ con mình lo cho mình không? Rồi không những vợ mình ở ngoài là nó bỏ mặt mình, nó đi ôm thằng khác nó sống, thấy không? Thấy cái ngu của mình làm ra không? Thì bây giờ điển hình như bây giờ em nói điển hình như như thằng chó Đào Minh Quân, nó tự xưng, nó tự phong nó là tổng thống, đúng không? Rồi nó kêu gọi người dân hãy nên xuống đường, phải làm những cái điều hành động nó, rồi nó sẽ cấp nhà, nó sẽ coi như là cung cấp, nó sẽ lo cho hậu tạ. Thì bây giờ hỏi quý anh chị em nè, thì biết bao nhiêu người họ đã vô tù rồi, cái thằng chó đẻ Đào Minh Quân nó lo cái gì được cho những cái người mà nó xuống dạ chưa? Không, không bao giờ. Rồi có những cái thằng bằng sau này nổi trội lên, điển hình như thằng chó đẻ Nguyễn Tất Vượng, nó là một thằng chống cộng cực đoan, rồi họ xúi dại, rồi những cái thằng phần mà bao nhiêu năm bao nhiêu tháng dịch vừa qua thì người dân họ cần cái gì? Họ cần những anh chị em cô bác ở bên hội ngoại này giúp đỡ họ có một miếng ăn, đúng không? Thì họ không có giúp, họ nói là gửi tiền về nuôi cộng sản chứ nuôi ai? Ủa cộng sản nào mà xin phát ăn các chị? Cộng sản nó ăn tiền các anh các chị, nhưng mà các anh các chị ở bên này, các anh các chị gửi tiền về cho thân nhân, thì thân nhân nắm cái đồng tiền đô thì bắt buộc phải đổi ra tiền Việt Nam mới xài được. Tại sao các anh các chị không nói những cái khúc đó mà các anh các chị nói là gửi tiền đô về cộng sản ăn rồi giết hại dân, bán biển bán đất? Tôi xin lỗi các anh các chị nha, nếu như mà cộng sản nó có bán biển bán đất bán tổ quốc đi chăng nữa đó, cũng còn người dân mà, biển đảo vẫn còn đó mà, đúng không? Không bao giờ cộng sản bán được. Và 96 triệu dân chẳng lẽ đỡ cho nhà cầm quyền bán đảo bán biển sao? Những cái con người họ sống ở bên họ ngoại này, họ chỉ biết xúi dại người dân đi làm theo cái thú tính của họ bên này mà thôi, chứ họ không có giúp gì được cho cái đất nước, mà họ chẳng giúp gì được cho người dân cả. Nói thẳng như vậy. Cho nên ngày hôm nay Long Hà cũng mong muốn người dân ở trong nước hãy nên thức tỉnh, đừng bao giờ nghe bất kỳ một cái điều gì những cái con người thành phần mà xuyên tạc, mà xúi dại người dân. Chỉ con đường mình chót thôi. Chẳng hạn như bà Angel Phan đó, bây giờ đang nằm ở trong tù á, có thằng nào con nào lên tiếng không? Hay là chỉ biết xúi dục? Đừng có dạy nữa các anh các chị. Mình đã có cái mái ấm gia đình của mình, mình phải lo cái cuộc sống gia đình của mình, không có ai giúp cho mình cả. Đó là tôi nói thật. Ở đây á, tôi cất lên tiếng nói, tôi lo sợ người dân trong nước nghe lời những cái đám hổ thả bên hội ngoại này mà làm ra cái nông nổi này, là tôi không thể chấp nhận được. Điển hình như tôi thấy người dân dịch bệnh này cái nọ, tôi
đổ ra mồ hôi nước mắt, tôi giúp cho họ. Họ quay là họ chụp mũ, họ nói tôi là bắt tay với cộng sản, bưng bô cộng sản. Nếu như mà tôi bưng bô cộng sản rồi, các anh các chị làm gì được tôi? Bằng chứng đâu đưa đấy? Đó, làm gì được tôi? Giết tôi được à? Tôi đâu có hại ai đâu. Nhưng mà ở đây á, tôi thấy các anh các chị á, động não giùm đi. Đừng bao giờ xúi dạy người dân nữa. Đó là tôi nói thật. Đừng xúi dạy nữa. Các anh các chị à, sống ở bên Mỹ, bên cái xứ tự do rồi, hãy nên làm những cái điều gì tốt cho cái bản thân khốn nạn của mình đi. Đừng có xúi dạy người ta. Còn những anh chị em ở trong đất nước Việt Nam á, tối ngày cái la lết lên cái cộng đồng mạng này chỉ ăn mày. Chỉ biết ăn mày. Đi làm ba cái chuyện tồi bại. Đừng bao giờ đưa những cái thông tin xuyên tạc mà qua bên cái đám ở bên hội ngoại này nè. Họ chỉ trích. Các anh các chị không có giúp gì được cho người dân mà chẳng chức giúp gì cho cái đất nước cả. Tối ngày cái nói là cộng sản bán biển bán đất bán này bán nọ, không lo cho dân. Tại sao các anh các chị tại sao mà không biết là người cộng sản họ không giúp cho dân hả? Nói đi. Hay là những cái con người ở bên Việt Nam họ lượm những cái thông tin nó bịa đặt ra, họ đưa ra các anh các chị giống lên cái tiếng nói, bằng chứng ở đâu? Các anh các chị nói tôi nghe coi, bằng chứng ở đâu? Bây giờ tôi đéo có chống cộng mẹ gì ở đây á, tôi chỉ biết đi làm ăn lương thiện. Tôi thấy người dân trong nước Việt Nam khó khăn thì tôi giúp được cái gì tôi giúp thôi. Còn các anh các chị muốn giết tôi không? Qua đây mà giết tôi. Tôi đéo có sợ thằng nào con nào ở đây hết. Tôi nói thẳng căng luôn. Cuộc đời tôi chết chỉ một lần thôi. Không bao giờ chết lần thứ hai. Còn anh chị nào mà chụp mũ cho tôi, cứ việc chụp. Tôi không cần phản biện, tôi không cần trả lời. Đúng chưa anh? Mình trả lời rồi, yeah. Họ nói mình rồi này kia nọ sao? Không cần trả lời. Để họ nói cho đã đi, rồi họ tâm cái mồm họ là mà thôi. Chứ chẳng có giúp gì được chúng ta cả. Đó, một trước khi tôi xuống diễn đàn, tôi yêu cầu, tôi tha thiết kêu gọi người dân trong nước đừng chớ nên nghe bất kỳ một ai ở bên hội ngộ này mà tối ngày chỉ biết xuyên tạc xúi dạy người dân, chỉ con đường chết mà thôi. Anh Lâm Hà, thứ nhất là em nói như nè, thứ nhất là đầu tiên thì em cũng rất ghi nhận cái ánh nhìn nó có thay đổi rất tích cực từ anh. Nhưng mà có cái em chỉ góp ý xây dựng nhẹ với anh thôi. Tức là bên cái chỗ diễn đàn em á thì hiểu rồi. Chúng ta hạn chế dùng những từ dạ không không, đây góp ý để anh hiểu, tại em biết tính anh mà. Anh nhiều khi anh bức xúc lên thì anh cũng hơi hơi mạnh chút, nhưng mà đó góp ý sơ. Dạ. Xin hỏi anh câu này cái. Dạ không, em xin hỏi anh Hà câu này cái. Anh có thể trả lời hoặc không nha, tùy anh. Rồi. Tức là thì giống như anh đã bày tỏ trước đây, anh là một người chống rất là mạnh mẽ, chống cộng rất mạnh mẽ và cực đoan. Tức là từ cái giai đoạn nào á, từ cái giai đoạn nào mà nó khiến anh thay đổi về cái quan điểm đó, okay. Để anh có cái nhìn nó đúng hơn về đất nước. Rồi, ok. Thật sự mà nói ở đây Lâm Hà, anh hỏi cái gì Lâm Hà đều trả lời được hết. Lâm Hà không có ngại. Dạ. Không có ngại, dạ. Thấy không? Dạ. Ở đây Lâm Hà, dạ, cũng trả lời cái câu hỏi của anh là lý do nguyên nhân nào mà Lâm Hà thay đổi là 180 độ. Ok, Lâm Hà sẽ giải thích. Dạ. Từ khi mà Lâm Hà 2020 á, dạ, thì Lâm Hà có chứa chấp thằng Nguyễn Tất Vượng. Dạ. Trong đó có một số bạn bè của Lâm Hà, mà trong đó cũng có bạn bè của thằng Nguyễn Tất Vượng luôn. Yeah. Thì mình thấy tất cả mọi người ai cũng ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump là sẽ muốn ông là làm thêm 4 năm nữa. Dạ, yeah, yeah. Mình mới mời một cái những cái người vị khách nơi xa tới cái tiểu bang của mình. Yeah. Thì mình nghĩ là nếu mà đến nơi xa đến đến đây á, mà họ ở khách sạn á, thì tốn tiền chi phí nhiều quá uổng. Thì yeah. Mình mới nói thôi các anh các chị đến đây á, thì đến nhà em
ở đi. Yeah. À, cái số tiền mà mướn khách sạn đó, đó để dành cái số tiền đó giúp cho người dân trong nước đang khó khăn hiện tại bây giờ. Yeah. Thì họ đến nhà em, họ ăn ở, em lo ăn lo uống từ A tới Z. Thì đến khi mà họ coi như là xong rồi, họ lại là chụp mũ cho em là cái chỗ này nè, lý do là em chơi với Tường Huy, em cô em Tường Huy ở trong nước á, với yeah. Cao Hoàng Lan với Mã Đáo. Dạ. Thì cái thằng chó đẻ Thận Lùng á, thì nó mới chụp mũ, nó nói em á là đi chơi yeah. với Tường Huy, mà Tường Huy thì chơi yeah. Cao Hoàng Lan. Thì họ mới nói bây giờ một Lâm Hạ là từ bỏ bên Cao Hoàng Lan với Tường Huy thì phải đi theo bên này, hai là đi theo Cao Hoàng Lan với Tường Huy là tất nhiên là phải bắt tay với cộng sản. Thì Long Hà có nói cái câu là ok, bây giờ cái quyền tự do mỗi con người chúng ta, ai muốn đi đâu đi, đó là quyền con người, mà không có quyền bắt buộc ép buộc người ta cả. Còn nếu các chị mà chụp mũi tôi cộng sản, nếu như tôi bắt tay cộng sản, các anh các chị làm với tôi đó. Thì đến khi cái thằng Nguyễn Tất Quận nó mới chụp mũ là nó nói là Long Hà bưng bô tiếp tay cho cộng sản, ok được, không những là đậu bô luôn nữa, các anh các chị làm gì được Long Hà đi. Vậy các anh các chị nốt sự tự do, tự do cái chỗ nào đó, vì cái chỗ đó mà Long Hà lên tuyên bố không chống cộng nữa, nhận thức được ra ngay cái lúc đó là tụi bay lên đây tụi bay giả tạo mượn danh đấu tranh lường gạt cộng đồng mạng để kiếm tiền để mà chuốc lợi bản thân mà thôi. Tụi bay không nói là đấu tranh, có nghĩa rằng dạ anh có nghĩa rằng á, có nghĩa rằng là tức là khi anh ngộ nhận ra là tức là họ làm, họ mang tiếng gắn mác đấu tranh nhưng mà thực chất là họ không có lý tưởng gì hết, đúng không? Và anh khi anh thấy ra được cái việc đó, đâm ra anh cảm thấy là anh thất vọng về cái những cái điều đó, đâm ra anh quyết định là anh dừng lại và anh quay đầu, đúng không ạ? Đúng, chính xác. Đó là coi như mình mình thấy cái sự mà giả tạo của họ là mình không có chấp nhận nữa, thôi đủ rồi. Nhiều đó, cái cuộc đời của Lâm Hà là năm nay là còn tháng tới là đúng 60 tuổi. Cuộc đời của Lâm Hà đúng 60 tuổi mới nhận thức được ra cái sai trái và cái ngu ngốc của mình. Một cái sự sai lầm của mình. Đó là cái từ lúc mà em đã có cái cảm giác nhận được ra cái đám ở bên hội ngoại này là chỉ biết đường gạt suối dại để mà chuộc lại. Điển hình như cái thằng Hùng Lừa, thằng Hùng Lân đó. Đụng ai nó cũng nói là đi thưa đi kiện, mà không biết nó kiện bao nhiêu người rồi, chẳng hạn nó rồi thưa kiện Hồng Ngọc, đúng không? Thưa Hồng Ngọc anh rồi. Yeah. Đó. Rồi thưa chị em Ly Bùi, Mai Bùi, thưa tới đâu rồi? Bây giờ tụi nó dàn dựng, nó đem người qua đến nhà Long Hà truy sát Long Hà. Thưa kiện Long Hà tới đâu rồi? Thế này là anh, tức là mấy nhân vật đó thì thật ra là anh em trong diễn đàn này cũng rành lắm, cũng biết về mấy nhân vật đó lắm. Nhưng mà nói thì dù gì cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tham gia và anh cũng đã có cái sự thay đổi như vậy thì cũng rất là mừng. Mừng cho anh. Thì cũng hy vọng rằng là mình cũng giữ vững cái quan điểm của mình. Mà một khi là một khi mình đã từng này tuổi rồi, mình đã quyết định cái gì đó thì nó chín chắn. Đúng. Đó thì đó là một cái điều đáng quý. Okay, rồi, đó thì em chỉ gọi lại vậy. Em nói cái này nè, trước khi em xuống như này em nói cái này. Ok. Ở đây Lâm Hà cũng anh trai chờ em chút xíu, em nói xong rồi em xuống anh trao lên. Ở đây á, thật sự em rất là quý anh Cầm. Ok. Dạ. Anh Cầm là một người anh mà em tin tưởng nhất. Là cái đó, cái thứ nhất. Và cái thứ hai, trước khi Lâm Hà xuống nhân đàn, Lâm Quang Hà không bao giờ quay lại cái con đường cũ, không bao giờ. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, trước khi Lâm Hà xuống nhân đàn á, Lâm Hà tha thiết kêu gọi những bà con ở trong quê nhà, đừng bao giờ nghe những cái đám chó chống cộng ở bên hội ngoại này, mà họ kích động, họ xúi dại mình, mà mình làm ra cái chuyện tồi bại là cái hậu quả mình gây ra là mình phải gánh chịu. Tốt nhất mình ở ngoài, mình ôm vợ ôm con, mình lo cho mái ấm gia đình của mình. Mình đừng bao giờ nghe bất kỳ một ai, họ không có giúp gì được mình. Cảm ơn anh.
cảm ơn tất cả anh chị lắng nghe cái tiếng nói Cà Lâm Hà nha. Em chào anh, chúc anh sức khỏe. Chào anh. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ.